Anh là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Tìm Em Câu Ví Sông Lam, Hà Tĩnh Quê Ơi, Nghệ Tĩnh Mình Ơi, là chủ nhân của kênh YouTube với hơn 400.000 lượt theo dõi và 165 triệu lượt xem. Quý vị có đoán được nhân vật mà Ngọc Ánh đang nhắc tới là ai không ạ? Không ai khác, đấy chính là A Páo, chủ nhân của rất nhiều ca khúc nổi tiếng mang đậm tình yêu dành cho vùng đất núi Hồng Sông Lam. Có bao giờ anh viết được phần thơ? A Páo tên thật là Ngô Sĩ Ngọc, sinh năm 1988, quê ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, anh đến Hà Giang lập nghiệp. Với năng khiếu sáng tác, ca hát, chơi được nhiều loại nhạc cụ, anh đã xây dựng được các kênh YouTube, TikTok, Facebook để truyền tải và giới thiệu đến khán giả, du khách những bài hát, bản nhạc đậm chất vùng cao, qua đó góp phần quảng bá du lịch Hà Giang một cách hiệu quả. Đến nay, A Páo đã giới thiệu đến công chúng hơn 50 ca khúc do chính anh viết nhạc, soạn lời, trong đó có nhiều tác phẩm đặc sắc về quê hương xứ Nghệ, nhận được sự yêu mến, phản hồi tốt từ khán giả, được nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện với hàng trăm triệu lượt nghe trên các nền tảng. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ngọc Ánh rất may mắn có cơ hội được gặp gỡ anh A Páo, chủ nhân của rất nhiều ca khúc nổi tiếng viết về Hà Tĩnh. Vâng, xin chào anh ạ. Hôm nay cảm ơn anh đã dành thời gian để trò chuyện cùng với báo Hà Tĩnh. Không biết là với lần trở lại này ở mảnh đất Hồng Lam, nơi mà đã xuất hiện rất nhiều lần trong các sáng tác của anh có cảm nhận như thế nào về sự thay đổi của Hà Tĩnh ạ? Hôm nay rất là vui là A Páo được về miền Trung, về Hà Tĩnh, về quê hương ta. Thì A Páo ở Nghệ An thì Nghệ An với Hà Tĩnh thì như là anh em ruột với nhau. Từ những ca khúc như là Hà Tĩnh Quê Ơi này, Tìm Em Câu Ví Sông Lam này, A Páo thấy là mỗi khi về Hà Tĩnh là A Páo thấy là đồng bào nhân dân của quê hương Hà Tĩnh rất là yêu mến A Páo, cảm giác rất là xúc động khi mà về Hà Tĩnh, mà A Páo mong muốn là được về nhiều hơn để hỗ trợ giúp đỡ cho quê hương Hà Tĩnh phát triển du lịch. Những tác phẩm của anh như là Hà Tĩnh Quê Ơi hay là Tìm Em Câu Ví Sông Lam được rất nhiều khán thính giả đón nhận. Không biết là nguồn cảm hứng nào đã thôi thúc anh sáng tác những tác phẩm này? Như mọi người đã biết, A Páo sinh ra và lớn lên ở xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Thì từ cái nguồn cảm hứng của A Páo sáng tác về một miền quê xứ Nghệ, đó là Tìm Em Câu Ví Sông Lam. Tìm Em Câu Ví Sông Lam là dựa trên câu chuyện có thật của A Páo với một cô gái ở xứ Nghệ. Thêm một ca khúc nữa, đó là ca khúc Hà Tĩnh Quê Ơi. Ngày xưa A Páo thường đi theo bố đi bắt tôm, bắt tép, bắt cua ở dọc dòng sông Lam, tức là dòng sông Con bây giờ. Có bến đò Phà Sen, có bến đò Vực Lồ. Và A Páo thường đi theo bố ở trên bên dòng sông, đi dọc cầm đèn soi để bố là để bắt cá. Và những cảm xúc đó, những cái nguồn cảm hứng đó, A Páo đã viết nên một tác phẩm, đó là Hà Tĩnh Quê Ơi. Những chia sẻ rất là xúc động và thú vị ạ. Không biết là trong không khí Tết Nguyên Đán Giáp Thìn đang tới gần, anh A Páo có lời nhắn nhủ hay là gửi gắm nào muốn gửi đến khán giả của Hà Tĩnh không ạ? Đầu xuân năm mới, Ngô Sĩ Ngọc, A Páo rất là vui được báo Hà Tĩnh đưa tin, như là được ngồi trực tiếp với MC Ngọc Ánh. A Páo rất là mong muốn là đầu xuân năm mới năm 2024, A Páo xin được chúc các khán thính giả, đồng bào quê hương Hà Tĩnh một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Và cũng mong muốn là đồng bào Hà Tĩnh luôn dõi theo chân A Páo, ủng hộ những tác phẩm sắp tới của A Páo để Hà Tĩnh có nhiều tác phẩm mới hay hơn, để A Páo truyền tải được những cảm hứng của mình cho những bạn bè trong và ngoài nước biết đến quê hương Hà Tĩnh nhiều hơn. Một lần nữa A Páo cảm ơn chương trình Báo Hà Tĩnh và cảm ơn MC Ngọc Ánh rất nhiều. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh A Páo. Nhân dịp đầu xuân năm mới, em cũng muốn chúc anh sức khỏe, thành công và mong rằng là trong thời gian tiếp theo thì anh A Páo sẽ có thêm thật là nhiều sáng tác mới về mảnh đất Hà Tĩnh và âm nhạc của anh A Páo sẽ tiếp cận được đến với đông đảo khán giả hơn nữa ạ.